Chào mừng các bạn đến với khóa học NLP Practitioner, nhà thực hành lập trình ngôn ngữ tư duy. Khóa học này thiết kế để làm gì vậy? Khóa học này thiết kế để cải thiện mọi khía cạnh cuộc sống của bạn, sự nghiệp của bạn, tinh thần của bạn và sức khỏe của bạn. Vì sao lại có thể làm được như vậy? Một lát nữa đây thôi thì tôi sẽ nói về 5 vấn đề của NLP. Và bây giờ thì tôi sẽ nói với bạn là khi bạn tham gia khóa học này thì bạn sẽ nhận được 5 giá trị mà càng ngày thì bạn sẽ càng thấy những giá trị này thẩm thấu vào bạn và biến bạn trở thành người có sức mạnh ghê gớm, có một cái lực hút ghê gớm và có một cái sức ảnh hưởng ghê gớm với tất cả mọi người. Và bạn có một cái năng lực có thể giải quyết được mọi vấn đề đến với bạn. Bạn cũng có những cái năng lực để có thể giúp người khác giải quyết được những vấn đề, những khúc mắc, những loay hoay, những bế tắc của cuộc đời họ. Và như vậy thì bạn sẽ là người bạn của họ, người bạn đáng tin cậy, người bạn hết sức được tôn trọng. Và ai cũng muốn hợp tác với bạn trong kinh doanh hay kể cả làm bạn với bạn trong cuộc sống. Và bây giờ thì tôi nói về 5 cái giá trị mà bạn sẽ tham gia cái khóa học này và bạn nhận được. Thứ nhất, bạn sẽ thấu hiểu sâu sắc được bản thân mình từ đâu mà ra, vì sao có kết quả như hiện tại và làm cách nào để bạn thay đổi. Và bạn cũng hiểu sâu sắc được người khác cũng như vậy, vì sao họ lại như vậy, vì sao họ lại có cái cá tính như vậy, có cái thói quen như vậy, có cái năng lực như vậy, có cái cách ứng xử như vậy, tư duy như vậy. Và vì thế kiến tạo nên cuộc đời họ như vậy và trong tương lai cũng vẫn như vậy thôi. Và vì bạn hiểu thấu mình, hiểu thấu người khác nên bạn kiểm soát được cảm xúc mình trong mọi tình huống. Đấy là giá trị đầu tiên của bạn. Bạn kiểm soát được gì? Tính cáu giận. Bạn kiểm soát được cái tính phán xét trong người mình. Và bạn bình an và an nhiên trước mọi hoàn cảnh của cuộc sống này. Đấy là điều đầu tiên, giá trị đầu tiên. Giá trị thứ hai, bạn được cung cấp, khóa học này sẽ cung cấp cho bạn toàn bộ những kỹ năng, kỹ thuật để bạn có thể đọc vị được suy nghĩ của người khác. Đọc vị được suy nghĩ của người khác. Vì sao vậy? Bởi vì con người chúng ta mong muốn điều gì, họ đều thể hiện qua ngôn ngữ giao tiếp, thể hiện qua thái độ giao tiếp, thể hiện qua cái hành vi của họ và thể hiện qua các cái chữ viết của họ, thể hiện qua những cái nhạy bén giác quan của họ. Và vì thế khi bạn nắm được những cái kỹ thuật đỉnh cao của NLP này thì bạn dễ dàng đọc vị một cách tuyệt đối chính xác họ. Và nhờ đó bạn sẽ trở thành bậc thầy trong giao tiếp, kết nối và gây ảnh hưởng với họ. Đấy là giá trị thứ hai. Giá trị thứ ba là gì nữa? Bạn sẽ chủ động biết cách để vượt qua mọi khó khăn thách thức một cách dễ dàng. Bởi vì sao? Bởi vì chương trình này sẽ cung cấp cho bạn toàn bộ những công cụ kỹ thuật để bạn thiết kế kế hoạch, chiến lược, để bạn kiểm tra được cái tính khả thi, đồng thời để giúp bạn tìm ra những nguồn lực, huy động những nguồn lực đã có sẵn trong bạn rồi. Và cái thứ tư là nhờ bạn có những cái công cụ đỉnh cao và nhờ bạn có những cái kỹ năng giao tiếp đọc vị như vậy nên bạn sẽ giúp được rất nhiều người khác giải quyết được vấn đề của họ. Vấn đề đó là gì? Đó là suy nghĩ tiêu cực, đó là cảm xúc tiêu cực, đó là niềm tin giới hạn. Họ không dám làm việc này, họ không dám làm việc kia, họ không dám thay đổi. Đấy là niềm tin giới hạn và những cái mâu thuẫn bản thân trong họ nữa. Họ làm việc này hay họ làm việc này, họ dành thời gian cho gia đình hay dành thời gian cho doanh nghiệp, họ đang đầy những mâu thuẫn bên trong mình. Thì bạn có đầy đủ năng lực, đầy đủ công cụ để bạn có thể giúp họ giải quyết tất cả những vấn đề này, để họ tập trung vào, tập trung sức mạnh của họ vào để kiến tạo lại sự nghiệp và công việc của họ có kết quả. Và điều cuối cùng, khi bạn có toàn bộ những cái công cụ kỹ thuật này ở trong mình thì với những năng lực như vậy, bạn sẽ dần dần trở nên vượt trội và xuất chúng. Và trên tay tôi đây các bạn, trên tay tôi đây là toàn bộ giáo trình của tổ chức ABNLP Hoa Kỳ, tổ chức lập trình ngôn ngữ tư duy lớn nhất hành tinh này. Và quyển sách này, tại sao tôi lại giới thiệu với các bạn quyển sách này? Bởi vì nó vô cùng giá trị. Trong này là toàn bộ những công cụ, trong này là toàn bộ những công cụ, những quy trình, những biểu mẫu để giúp bạn ra ngoài đời bạn có thể thành công được. Bởi vì lúc đầu bạn học NLP thì bạn chưa thể quen ngay được. Bạn hiểu, bạn biết, bạn sở hữu nhưng nó chưa thể thành thục được. Vậy bạn phải có những quy trình, những biểu mẫu để bạn dựa vào đó, để bạn bắt đầu thực hành, bạn tập. Và sau rồi, một vài tháng sau, bạn làm chủ những công cụ, những kỹ thuật trong này rồi, nó trở thành những hiểu biết, những cái kỹ năng vô thức của bạn rồi.
thì bạn bắt đầu tỏa ra cái sức mạnh của bạn. Bạn lan tỏa sức mạnh của bạn, bạn mới lan tỏa cái sức hút của bạn. Đây là toàn bộ những cái kỹ thuật trong trình này. 60 bộ công thức, bộ công cụ, kỹ năng, kỹ thuật để giúp bạn dần dần trở thành người vượt trội và xuất chúng. Toàn bộ những ở trong này. Những bộ công cụ trị liệu giúp người khác giải quyết vấn đề là suy nghĩ tiêu cực, cảm xúc tiêu cực, rồi niềm tin giới hạn, rồi mâu thuẫn bản thân. Rất nhiều công cụ ở trong này. Và bây giờ tôi giải thích cho các bạn. ABNLP Hoa Kỳ thì khác những dòng NLP khác như thế nào. Như các bạn đã biết thì ở thị trường Việt Nam chúng ta cũng như trên thế giới có rất nhiều nhà huấn luyện NLP. Và mỗi người thì theo một trường phái NLP khác nhau. Những cái trường phái mà theo dòng ABNLP là một cái trường phái mà có quy trình, có biểu mẫu, có hướng dẫn và giúp học viên thực hành sở hữu được những quy trình coaching. Coaching xử lý vấn đề về trạng thái tinh thần, xử lý vấn đề về mâu thuẫn, xử lý vấn đề về mâu thuẫn bản thân, rồi mâu thuẫn các mối quan hệ bên ngoài, hay xử lý vấn đề về loay hoay bế tắc trong phát triển kinh tế. Thì nó đều có những biểu mẫu, những quy trình để chúng ta dựa vào thôi. Thì kết quả nó đã xảy ra rồi. Vậy bây giờ có một câu hỏi với bạn đây. Bạn sẽ hỏi tôi rằng là vậy thì tại sao chúng ta phải học NLP? Thì để chia sẻ, tôi chia sẻ với bạn bí mật này. NLP gồm là những bộ công cụ. Bộ công cụ là tổng hợp những hình mẫu. NLP là những kỹ thuật về những hình mẫu của con người. Hình mẫu để phân biệt giữa bình thường và xuất chúng. Bình thường là gì? Là phần đông chúng ta ứng xử theo cái cốt cách hiểu biết, tư duy và năng lực một cách tự nhiên. Còn nếu bạn ứng dụng theo những khuôn mẫu xuất sắc, khuôn mẫu xuất chúng này, thì bạn sẽ trở thành người xuất chúng. Bởi vì NLP là những công cụ, những kỹ thuật, những khuôn của hình mẫu được tổng hợp qua 5.000 người, 5.000 nhà lãnh đạo, những người xuất sắc, xuất chúng nhất trong các lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống: chính trị, kinh tế, xã hội, giải trí, thể thao, văn hóa, rất nhiều lĩnh vực khác. Và việc bạn chỉ cần ứng dụng những kỹ thuật này vào cuộc đời bạn, vào các khía cạnh cuộc đời bạn, vào mối quan hệ, vào hiểu thấu bản thân mình, vào giao tiếp, vào huấn luyện người khác, vào dẫn dắt đội nhóm, vào gây ảnh hưởng với người khác để tuyển dụng, phát triển hệ thống kinh doanh sự nghiệp của bạn. NLP, tại sao chúng ta phải học NLP? Bởi vì bạn biết, con người chúng ta giá trị nhất là cái gì? Con người chúng ta giá trị nhất là bộ não. Vì sao lại giá trị nhất là bộ não? Là bởi vì bộ não này sẽ chỉ đạo chúng ta nói gì trong giao tiếp. Bộ não này lại chỉ đạo chúng ta có cái thái độ như thế nào. Thái độ là thân thiện, cởi mở, hay thái độ là chúng ta bất bình, chúng ta không thích, chúng ta phán xét ai đó trong giao tiếp. Rồi bộ não này cũng chỉ đạo chúng ta có cái năng lực gì ngoài kia để giải quyết được vấn đề, có năng lực gì để giải quyết được vấn đề. Tất cả là bộ não này xử lý hết. Và các bạn hãy ngẫm, rất nhiều người ở ngoài kia hay chính bạn cũng vậy. Bộ não này chính là một cái khuôn mẫu. Khuôn mẫu đang chỉ đạo bạn giao tiếp, thể hiện bản thân mình, thể hiện năng lực của mình. Nói chung là thể hiện mọi thứ để tạo ra kết quả của bạn hiện tại. Vậy thì nếu như cuộc sống của bạn, sự nghiệp của bạn, công việc của bạn chưa như ý muốn, thì bộ não này, những khuôn mẫu này, nó đang chỉ đạo có một gì đó nó chưa đúng, mặc dù bạn đang hội đầy đủ những sức mạnh và nguồn lực để thành công. Vì vậy, khoa học NLP sẽ giúp bạn lập trình lại những khuôn mẫu bên trong bạn, lập trình lại những khuôn mẫu để giúp bạn gì? Dỡ bỏ những khuôn mẫu không hiệu quả sang bên ngoài, để đưa những khuôn mẫu xuất sắc xuất chúng vào trong bạn, và bạn sẽ hành động theo những khuôn mẫu xuất sắc xuất chúng. Có phải rất nhiều người ở ngoài kia, và bạn cũng vậy, đang rất thích theo học những khóa phát triển bản thân, phát triển tư duy rồi đánh thức sự giàu có không? Đấy là những khuôn mẫu xuất sắc xuất chúng mà NLP thì là gốc của mọi các khóa học phát triển bản thân đó rồi. Đấy, chính vì lý do đó chúng ta mới phải học NLP, sở hữu NLP. Và một điều tôi chia sẻ với bạn, khi các bạn đến với khóa học của tôi, tại khóa học này, tôi không dạy mà tôi huấn luyện các bạn. Tôi huấn luyện các bạn sở hữu NLP để các bạn trở thành những nhà thực hành NLP, trở thành những master NLP,
để có thể kiến tạo được sự nghiệp của mình, để có thể ra ngoài giúp được nhiều người khác, để có thể thiết kế được cuộc đời thượng hạng của các bạn. Thì đấy là lý do mà chúng ta phải học NLP. Và câu hỏi thứ hai, vậy thì NLP thì giải quyết vấn đề gì cho bạn? Như trên tôi đã trình bày, NLP có rất nhiều các công cụ quyền năng. Ở ngay chương trình cấp độ cơ bản này cũng đã 60 bộ công cụ quyền năng để bạn trở thành 5 cái giá trị mà tôi nói ban đầu. Thứ nhất là thấu hiểu bản thân mình để kiểm soát cảm xúc của bản thân mình trong mọi tình huống. Thứ hai là trở thành bậc thầy trong việc đọc vị, giao tiếp, kết nối và gây ảnh hưởng với người khác. Thứ ba là bạn có sở hữu những bộ công cụ để dễ dàng vượt qua mọi khó khăn thách thức trong cuộc sống này. Thứ tư là bạn dùng những công cụ kỹ năng đó ở bản thân bạn để giúp nhiều người khác giải quyết vấn đề của họ. Và thứ năm là bạn có những năng lực vượt trội như vậy thì bạn sẽ tự thiết kế được cuộc đời mình thượng hạng. Thì đấy là gì? NLP giải quyết được vấn đề gì cho chúng ta? Và một câu hỏi nữa đây, vậy bằng cách nào để bạn có thể thiết kế một cuộc sống thượng hạng? Lại quay trở lại câu chuyện, NLP có đầy đủ những công cụ để bạn có thể dùng chúng, ứng dụng chúng vào trong bất kỳ trường hợp cụ thể nào mà bạn muốn để tạo ra cái kết quả đúng như bạn mong muốn. Và cuối cùng, tại sao thì nhiều người học NLP như vậy mà không thành công? Như phần đầu tôi đã trình bày với các bạn, NLP có rất nhiều dòng và có những dòng họ chỉ huấn luyện bạn những cái điều bạn nghe rất là có lý. Những cái khóa học NLP huấn luyện bạn rất nhiều động lực. Những khóa học NLP chỉ ra cho bạn những nguyên lý của thành công. Nhưng có một bí mật để tạo thành công bằng NLP. Nếu như bạn không có quy trình, không có biểu mẫu, không có những người huấn luyện kỹ thuật cho bạn, trực tiếp huấn luyện kỹ thuật cho bạn, và nếu như bạn không có quy trình biểu mẫu và bạn không thể sử dụng, sở hữu được những kỹ thuật NLP ngay tại những khoa học như vậy, thì bước ra ngoài cuộc sống kia bạn không thể thành công được. Mặc dù bạn nói rằng bạn đã học NLP, bạn đã biết NLP, lập trình, ngôn ngữ, tư duy. Rất nhiều học viên đã đến khóa học của tôi đã phản ánh điều như vậy. Họ đến những khóa học NLP khác và nghe rất có lý, rất hào hứng, nhưng sau đó chỉ 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần rồi đâu lại vào đó. Vì sao vậy? Bởi vì trong khóa học đó, những nhà huấn luyện và những cái ngôn ngữ, những ngôn từ, những module được huấn luyện trong đó khiến người ta rất nhiều là năng lượng, cái năng lượng cảm xúc, một cái trạng thái cảm xúc bừng bừng lên. Và dường như họ nghĩ rằng họ có thể làm được tất cả mọi thứ. Nhưng ra cuộc sống kia thì sao? Chúng ta bắt đầu phải giao tiếp, chúng ta bắt đầu phải kết nối, chúng ta bắt đầu phải giải quyết mọi vấn đề cho người khác, rồi chúng ta phải thiết kế kế hoạch kinh doanh của mình làm sao khả thi. Rồi nếu các bạn là những chủ doanh nghiệp, các bạn còn có doanh nghiệp của bạn, có đội ngũ quản lý, đội ngũ nhân sự, làm thế nào để bạn có cái kỹ năng để có thể dẫn dắt họ, làm thế nào để bạn có cái kỹ năng có thể huấn luyện họ, hoàn thành mục tiêu của họ. Vậy thì trong khóa học này, trong khóa học NLP Practitioner thuộc hệ thống của ABNLP Hoa Kỳ, bạn có đầy đủ những công cụ, giáo trình, biểu mẫu, quy trình để bạn ứng dụng, bạn thực hành để tạo ra những kết quả bạn mong muốn. Đó là điểm khác biệt của ABNLP Hoa Kỳ với các dòng huấn luyện NLP khác. Và cuối cùng, NLP là gì vậy? Rồi bạn sẽ được sở hữu và bạn sẽ hiểu sâu sắc về NLP. Và bây giờ tôi chỉ nói bạn 3 điểm nhỏ thôi. NLP gồm 3 chữ NLP. Chữ đầu tiên N là Neural. Neural là thần kinh, là tư duy của chúng ta. Chữ thứ hai là L tức là Language, tức là ngôn ngữ. Và chữ thứ ba, chữ P là Programming, tức là chương trình. Vậy chữ N đầu tiên là Neural. Tất cả chúng ta sinh ra, tất cả những trải nghiệm chúng ta được học hành, chúng ta được thể hiện, và tất cả những kiến thức, những tri thức đó, những năng lực, những kinh nghiệm đó, nó được tích hợp trong bộ não của chúng ta. Và chúng ta dùng nó thể hiện ra ngoài cuộc sống như thế nào? Chúng ta phải dùng đến ngôn ngữ để chúng ta bắt đầu giao tiếp. Thì chúng ta giao tiếp bằng tất cả những kinh nghiệm, những kiến thức, những hiểu biết của mình với người khác để tạo ra hiệu quả. Đó là hai yếu tố cấu phần với nhau, là neuro, thần kinh tư duy, những trải nghiệm cuộc sống, dùng ngôn ngữ để giao tiếp với người khác. Nhưng chữ P cuối cùng này, nhưng mỗi người lại có một chương trình giao tiếp khác nhau. Và có chương trình thì hiệu quả, có chương trình thì không hiệu quả. Vậy thì NLP với nghiên cứu, chương trình nào là hiệu quả? Thì chính đấy là những bộ khung mẫu, những mẫu hình chuẩn mực để so sánh, để phân biệt giữa sự xuất sắc và bình thường là như vậy. Những chương trình đó, chữ P Programming của NLP đó, là được tổng hợp bởi những mẫu hình xuất sắc nhất trên thế giới này của những người xuất chúng.
và trao cho bạn toàn bộ những công cụ như vậy để bạn ứng dụng vào cuộc đời bạn, ứng dụng vào công việc, vào sự nghiệp của bạn, để bạn thiết kế một cuộc đời như mong muốn. Một lần nữa, chào mừng bạn đến với khóa NLP Online của tôi. Sau khóa học này, các bạn sẽ có đầy đủ những công cụ để thiết kế cuộc đời của các bạn, thiết kế sự nghiệp của các bạn, thiết kế hạnh phúc của các bạn, và thiết kế bất kể những điều gì, mọi khía cạnh cuộc sống của bạn muốn, theo những ý muốn của bạn. Và chỉ có một cái yêu cầu thế này thôi. Khi tiếp cận NLP, tôi chỉ có một yêu cầu thôi. Các bạn hãy để sang bên cạnh, để ra ngoài tất cả những kiến thức gì mà các bạn đã từng biết về NLP trước đây, những dòng NLP khác. Hãy cho phép mình là một chiếc cốc rỗng, để bạn có thể học được 100% những kiến thức, những công cụ, những kỹ thuật của chương trình NLP nguyên chủng này. Đó là điều đầu tiên. Hãy 100% coi mình như một chiếc cốc rỗng để học được 100% chương trình NLP nguyên chủng này, những bộ công cụ, những bộ kỹ thuật quyền năng trong giáo trình này. Và thứ hai, khi bước vào học NLP, bạn đừng học có thể tại những cái nơi nào ồn ã, những cái nơi nào nó không nghiêm túc, nó gây cho bạn sự phân tán. Bạn hãy nghiêm túc ngồi một chỗ và hãy nghiền ngẫm những điều gì mà tôi chia sẻ với bạn. Bởi vì tất cả những ngôn ngữ, những kỹ thuật đã được tích hợp vào trong chương trình này là những ngôn ngữ quyền năng. Một câu chữ của NLP trong giáo trình này là cả một trời những kiến thức, những kinh nghiệm, những kỹ thuật và những quyền năng có thể gây ảnh hưởng ở ngoài kia. Nên khi đã ngồi học một module nào trong NLP, bạn hãy ngồi cùng tôi để chia sẻ, để chiêm nghiệm và để biến nó trở thành cái năng lực vô thức trong bạn. Và khi đến những phần thực hành, những kỹ thuật trị liệu hay huấn luyện trong này, bạn hãy chú ý đến từng chi tiết. Và một điều tuyệt